Thưa các đồng chí và các bạn, cơn mưa lớn chiều ngày 1 tháng 6 khiến khu vực hạ nguồn suối Cam Ly, đoạn chảy qua phường 4 và phường 5 thành phố Đà Lạt, ngập sâu trong nước lũ. 9 hộ dân tại khu vực này đã bị nước tràn vào nhà với mức nước từ 1,2 đến 1,7 mét. Trong cơn lũ bất ngờ, hai thanh niên dũng cảm đã cứu thoát ba mẹ con chị Đặng Thị Thu Hằng, sinh năm 1986, trú tại 30 trên 1 Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành phố Đà Lạt, khỏi căn nhà ngập trong dòng nước đang cuồn cuộn. Đây là những gì còn lại sau trận lũ lịch sử mà anh Nguyễn Văn Nghĩa trú tại 30 trên 1 Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành phố Đà Lạt chứng kiến trong suốt thời gian sống tại đây. Toàn bộ 3 máy photocopy, một máy giặt, một tủ lạnh, một laptop, một TV đã bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn. Mưa lớn bất thường đã khiến nước của dòng suối Cam Ly dâng đột ngột và tràn qua khu dân cư sống hai bên bờ suối, khiến khoảng 100 căn nhà bị ngập, nhiều đồ đạc bị cuốn trôi. Chỉ trong một thời gian ngắn, nước dâng cao khoảng 2 mét so với miệng suối, khiến người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng không kịp di tản đồ đạc, kịp chạy thoát thân. Bị nặng nhất là ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Nghĩa. Rồi lúc em đang đứng ngay ngay đây luôn. Là cái cửa sau này nó có bùm cái là qua này là cái bùm cái là hai thứ rồi đập vô. Tại em là lúc đó đứng rồi đứng như là té tưởng tượng là té xuống thác một sao như là như vậy. Nước lớn té xuống thác như vậy. Thì may sao mà nó không đẩy em ra ngoài đây mà đẩy em chui vô trong phòng này này. Thì em mới bục lên là em đứng lên. Thì em mới chạy ra thì em thấy mẹ con nó kêu la em mới chạy vô ngay chỗ phòng thì em mới bồng con dẫn rồi con ra đây rồi đứng ngay hết thì lúc đó đứng ngay đây thì kêu cứu thì có anh này chó bên này nghe anh thấy. Ngôi nhà của anh Nghĩa bị sức nước giật đổ mảng tường phía trước. Chị Đặng Thị Thu Hằng cùng hai con nhỏ là cháu Nguyễn Quốc An, 5 tuổi, và cháu Nguyễn Quốc Khánh, 4 tháng tuổi, bị kẹt trong nhà. Một mình anh Nghĩa xoay sở không nổi nên đã hô hào mọi người cứu giúp. Khi mà nước vô á, là ông xã đang ở trong nhà, thì nước nó đẩy cái cửa vô một phát là nó ập hai vô trong phòng. Thì cứ anh ơi cứu con, anh ơi cứu con mà đứng hoài không nghe ông trả lời. Thì lát hồi ông mới mò mặt anh kêu đây anh đây anh đây bình tĩnh bình tĩnh. Thì lúc đó là em run rồi em cứ kêu ai cứu với cứu con em thôi cũng được không cần cứu em thì mới bơi ra đây là cứu với thì nghe cái anh bên kia anh nói cứu người thì lát nữa đâu 5-10 phút ông đặt cái máy tôn như này ông kêu thằng nhỏ nhất lên trước thì em mới kêu anh ơi cứu con em với đi cứu thằng nhỏ này đi nó có chút xí à. Trong lúc nguy cấp như vậy, anh Nguyễn Đình Sơn, sinh năm 1981, nhà ở gần bên nghe tiếng kêu cứu, đã bơi sang, nhanh tay cúp cầu giao điện. Anh Dương Nhạt Phong, sinh năm 1989, là kỹ sư công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 2 chi nhánh Lâm Đồng, đang giám sát công trình ở gần đó, đã trèo lên mái tôn, gỡ tôn, cùng anh Sơn đưa ba mẹ con chị Hằng thoát ra ngoài. Nghe đó chị Hằng nói là kêu cứu. Em bắt đầu chạy qua, em bơi từ bên chỗ yếu á, khoảng chừng 40 mét. Đã giờ chạy vô, em bơi vô, để em cúp cầu dao. Xong đó là em chuyển em bé khoảng chừng 4 tháng tuổi á, là đưa lên cái tôn. Rồi em vòng qua những nhà hàng xóm gửi. Rồi sau đó là em đi chạy về nhà, em lo việc nhà của em bên nhà nữa, nhà em cũng đang lục. Em vô mấy trong em mới là ngập lục hết. Chúng tình cảnh nó giống nhau thôi, là cứu lưỡng nhau để cho mình khỏi trong nước lục vậy thôi, đó là vậy. Tại em nói rất mừng, rất sướng là khi là cứu được một em bé thoát khỏi trong cái cơn lũ lụt trong cái hàng xóm của nhà. Nếu như mà không có hai người này á, thì hai người đó là sẽ bị thiệt mạng, hai đứa em bé với một cô phụ nữ đó, đã bị nước trôi. Sau khi nhà nó úp xuống thì hai người đã cứu được. Trận mưa chiều ngày 1 tháng 6 được xem là trận mưa lịch sử trong nhiều năm gần đây ở Đà Lạt. Mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về khiến ngập nặng vùng hạ lưu suối Cam Ly. Tuy nhiên, theo nhiều người dân hiện đang sinh sống tại đây, còn một nguyên nhân khác khiến trận mưa chiều ngày 1 tháng 6 gây ngập lụt cục bộ là do đoạn suối này ngày 3 tháng 6 năm 2015 tại Ủy ban Nhân dân phường 5 thành phố Đà Lạt. Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp trao thư khen của Giám đốc Công an tỉnh và thưởng cho hai anh Sơn và Phong mỗi người 5 triệu đồng. Hành động dũng cảm cứu người trong nước lũ của các anh Sơn và Phong thật đáng được khen ngợi.